Chào mừng các bạn đã đến với kênh thông tin chăm sóc sức khỏe và cung cấp thảo dược thiên nhiên của công ty thảo dược Nguyễn Trần. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu cây xương khỉ là cây gì, cây này chữa được những bệnh gì. Cây xương khỉ là cây gì? Tại sao ngày nay người ta lại săn tìm cây thuốc này đến vậy? Ở video này, chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn chi tiết về loài cây này. Nói đến cây xương khỉ, có lẽ rất ít người biết đến mà thường nhầm tưởng đến cây con khỉ hay còn gọi là cây hoàng ngọc. Nhưng nếu gọi là cây biềm biệp thì hầu như ai cũng biết về loài cây này, đặc biệt là người dân miền Nam Bộ. Như vậy, cây xương khỉ là cây gì? Đây là một trong những câu hỏi mà hiện nay khá nhiều bạn quan tâm. Cây xương khỉ hay có tên gọi khác là cây biềm biệp, cây mảnh cộng là một trong những vị thuốc nam cổ truyền được người xưa sử dụng làm thuốc để điều trị các bệnh về bông gân, đau nhức cơ, gãy xương, giúp cho xương chống liền, v.v. Cây biềm biệp xương khỉ còn gắn liền với sự tích về chim biềm biệp, một loài chim quý của Việt Nam. Loài chim này thường lấy cây biềm biệp để đắp lên vết thương cho con non, giúp con non nhanh lại liền vết thương. Cây xương khỉ chữa bệnh gì? Ngày nay, qua các thử nghiệm và công trình nghiên cứu của nước ngoài, người ta cho rằng cây xương khỉ có tác dụng kiềm chế sự phát triển của các khối u ác tính. Do vậy, hiện nay cây được sử dụng làm thuốc để hỗ trợ điều trị bệnh ung thư. Đã có rất nhiều bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối sử dụng cây thuốc này để điều trị bệnh và đã có những tiến triển nhất định. Thời gian gần đây, kể cả các tạp chí nước ngoài và trong nước để nhắc đến một loài cây, đó là cây xương khỉ. Cây xương khỉ nổi lên trở thành một vị thuốc cứu cánh cho những bệnh nhân mắc ung thư. Chúng tôi được biết nhiều bệnh nhân ở Đài Loan, Trung Quốc còn bay đến tận nơi để mua cho kỳ được cây xương khỉ về làm thuốc để điều trị bệnh nhân ung thư. Tác dụng của loài cây này chúng tôi đã giới thiệu trong các video trước về công dụng của cây biềm biệp trong phòng ngừa và hỗ trợ điều trị ung thư. Công dụng của cây biềm biệp xương khỉ, tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh ung thư. Đây là tác dụng đáng quý nhất của cây biềm biệp, bởi hiện nay cây thuốc có tác dụng với bệnh ung thư không nhiều và chỉ tính trên đầu ngón tay. Tác dụng mát gan lợi mật, tác dụng hỗ trợ điều trị viêm gan vàng da, tác dụng điều trị phong thấp, đau nhức xương khớp, tác dụng chống liền xương do gãy xương. Đối tượng sử dụng bệnh nhân viêm gan, người có men gan cao, suy giảm chức năng gan do dùng nhiều bia rượu. Người bị tê bỉ, phong thấp, đau nhức xương khớp, người bị chấn thương, sai khớp, bó xương đắp vào vết thương để chống liền. Cách dùng liều dùng. Cách dùng hàng ngày đơn giản nhất là lấy 30-40g cây khô hạm nước uống, hoặc có thể dùng cây tươi giã nát, ép lấy nước uống hàng ngày. Dùng làm thuốc hỗ trợ điều trị bệnh ung thư, cây biềm biệp 20g, cây xà đen 20g, bạch hoa xà thiệt thảo 20g, bán dây liên 10g, đem rửa sạch đun với 1,3 lít nước, đun sôi và vặn nhỏ lửa. Đun sôi nhỏ lửa thêm khoảng 10 phút cho thuốc ngấm là dùng được. Ấm dùng để đun thuốc là ấm nhôm hoặc ấm đất đều có chung một tác dụng. Lưu ý nước thuốc nên dùng hết trong ngày, hạn chế dùng thuốc để qua đêm và thuốc để nguội nhiều giờ. Để mua được cây xương khỉ uy tín chất lượng, các bạn có thể liên hệ tới công ty thảo dược Nguyễn Trần, địa chỉ số 368 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, hotline 0906852188. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Liên hệ ngay với Nguyễn Trần Cóp để được tư vấn tốt nhất. Địa chỉ số 368 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Hotline 0906852188.